Lịch âm dương Cát Tường Nội Nhật từ lâu đã không còn xa lạ với các bạn hữu đồng hành cùng Phong Thủy Phùng Gia trong suốt thời gian qua. Vậy thì với năm Giáp Thìn 2024, nội dung ấn phẩm có điểm gì đặc biệt nhằm nâng cao, củng cố cho vận trình của quý gia chủ? Các bạn hãy cùng tôi điểm qua nhé. Đầu tiên là dự báo xu thế 2024 và định hướng vận chín. Năm 2024 là thời kỳ chuyển giao giữa hai tiểu vận 8 và 9. Vào thời kỳ giao vận này xảy ra rất nhiều những chuyển biến. Các yếu tố có thể đang rất tốt, đang rất thịnh hành và phát triển của năm nay rất có thể sẽ suy thoái. Còn ngược lại, những yếu tố vốn chưa phát triển lại có thể phát triển thịnh vượng rất nhanh chóng trong thời kỳ tới đây. Và thực ra về cơ bản, vận chín tới đây mang hành hỏa sẽ thịnh vượng. Chính vì vậy nên hỏa thì chủ về công nghệ thông tin, thì trong những năm này những ngành công nghệ thông tin hiện đại hóa, phần mềm sẽ phát triển vượt bậc. Và bên cạnh đó thì các ngành nghề về giáo dục, phát minh, công nghệ game, thực tế ảo, thời trang làm đẹp, các lĩnh vực tâm linh tôn giáo cũng đều dần thịnh hành hơn. Chắc chắn là chúng ta sẽ chứng kiến được sự thần kỳ của trí tuệ nhân tạo cũng như là các ngành tự động hóa và liên quan đến công nghệ. Tuy nhiên là năm 2024 vẫn sẽ chưa phải là một năm ổn định. Năm 2024 là năm mà chúng ta nên tích lũy, nên vun đắp và có sự chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để mà bước sang năm 2025, nền kinh tế sẽ có thể bứt phá và phát triển thịnh vượng hơn. Cũng theo cuốn lịch năm 2024 này thì tôi đã chia sẻ rất là chi tiết về sự thay đổi, ảnh hưởng ở trên các lĩnh vực về kinh tế, sức khỏe trong năm 2024 tới đây. Và đây có lẽ là điểm mà đối với cả rất là nhiều gia chủ đang có những dự định ấp ủ trong năm 2024 tới đây sẽ rất là quan tâm. Trong năm 2024 tới đây, vận trình của 12 con giáp thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý nhé. Và trong năm có 3 con giáp may mắn nhất là Dậu, Hợi và Dần. Dậu thì năm 2024 hứa hẹn sẽ là năm nhiều niềm vui, nhiều may mắn vì có những sự bổ trợ từ 3 bộ sao Đào, Hồng, Hỷ. Và sao Nguyệt Đức đào tới cũng báo hiệu cho các bạn có những mối quan hệ tốt đẹp được gây dựng trong thời gian tới đây. Với người tuổi Hợi, nhờ có Thiên Hỷ mà về mặt gia đạo, bản mệnh sẽ đón được những tin vui, phần công danh cũng sẽ có thêm những điều khởi sắc. Tuy nhiên là với việc xuất hành đi lại trong năm nay thì những người tuổi Hợi cần phải hết sức lưu tâm. Những người tuổi Dần thì năm Giáp Thìn 2024 được dự báo là năm mở ra nhiều vận hội cho bản mệnh những người tuổi Dần. Và bản mệnh người tuổi Dần công tác hay là tham gia những lĩnh vực liên quan đến công nghệ, sáng tạo hay là nghệ thuật thì cần tận dụng tốt cơ hội này để chúng ta nâng cao thêm vị thế và thành công hơn bản thân cho sự nghiệp chúng ta nhé. Trên đây thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn vận trình sơ qua của một vài con giáp tốt nhất. Còn ở trong cuốn lịch này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết về vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe của đầy đủ 12 con giáp để các bạn dễ dàng theo dõi và chuẩn bị cho mình một tâm thế lạc quan để có thể hóa hung thành cát, chiêu đón nhiều vận may cát lành hơn nữa nhé. Và một điểm tiếp theo rất hay của cuốn lịch nội nhật này đó là cẩm nang mệnh lý. Để giúp quý bạn tiện lợi trong việc tra cứu thì ngoài việc đưa ra những tổng quan vận trình của 12 con giáp, tôi còn gửi đến trong tài liệu này cẩm nang mệnh lý của Phùng Gia. Với bảng biểu thì đã được cô đọng thì ta có thể dễ dàng thông qua năm sinh, chúng ta sẽ tra được can chi của năm sinh này, nạp âm ngũ hành bản mệnh cũng như là cung phi tương ứng cho cả nam và nữ cùng cung mệnh để mà chúng ta có thể biết được là chúng ta hợp với cả hướng nào này, rồi chúng ta kê những cái đồ vật ở trong nhà như thế nào. Và mặt khác thì chúng ta có thể thông qua cẩm nang mệnh lý này, ta sẽ xác định được các hướng nhà phù hợp cho bản mệnh căn cứ theo Tây tứ mệnh hay là Đông tứ mệnh của bát trạch phái. Và ngoài ra thì bảng biểu còn tích hợp phần tra cứu giúp chúng ta dễ dàng hơn cho cái việc là chúng ta thấy được cái mối quan hệ kỵ hoặc là hợp trong 12 con giáp. Và điểm đáng chú ý nhất ở đây là ta còn dễ dàng tra ra các cung vị tốt ở trong nhà chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ củng cố và tối ưu cho vận trình của mình trong năm 2024 tới đây. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi được đúc kết trong cuốn lịch âm dương Cát Tường Nội Nhật năm 2024 sẽ giúp ích cho quý bạn hữu khi mà chuẩn bị cho mọi kế hoạch đón vận trình tràn ngập may mắn và bình an nhé.